Cảnh sân bay Vlog mến chào cô chú chị bạn nha. Thì chiều ngày hôm qua đã tìm thấy được cái chiếc xe rớt xuống ngay cầu nha, ở Thừa Thiên Huế. Thì giấc này cũng lực lượng chức năng nói chung là chuẩn bị cẩu chiếc xe lên. Thì hôm nay cũng là nhằm ngày 22 tháng 11 2024, mình cập nhật cái tình hình ở khu vực Thừa Thiên Huế. Thì các lực lượng chức năng ở tỉnh Thừa Thiên Huế đang trục vớt chung là chiếc xe ô tô chở rác bị rơi xuống sông Hữu Trạch. Thì sau hơn 2 giờ tập trung lực lượng thì phương tiện cứu hộ, thì chiều ngày hôm qua lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe, nhưng mà không có thấy hai người trong xe, không có thấy nha. Thì cô chú bác cũng thấy rồi đó, xe đang được cần cẩu lên. Thì theo nói chung là cô chú bác thấy rồi đó, ở khu vực này là một bờ sông Hữu Trạch, một máy cẩu loại 50 tấn đang vớt cái chiếc xe chở rác lên nha. Thì xe chở rác sau khi bị rơi từ độ cao khoảng 20 mét ở phía trên cầu xuống sông Hữu Trạch, bị hư hỏng nặng nề ở phần đầu. Phương tiện gặp nạn là ô tô tải chuyên dùng, sản xuất năm 2015, xuất xứ Trung Quốc. Xe đăng kiểm gần nhất vào ngày 15 tháng 7, hạn là 14 tháng 1 2025 nha. Ở phía mình thấy là ở phía trước cái đầu xe đó là hư hỏng khá là nặng của chú bác. Thì khoảng nói chung là thì xe thì đang cẩu lên của chú bác ơi, còn hai người ở trong xe thì không có thấy nha, không biết là đã trôi tới đâu rồi chú bác ơi. Lực lượng đang chức năng đang cũng gấp rút tìm kiếm những hai nạn nhân còn nói chung ở dưới và sông này. Thì theo thông tin thì khá là, nói chung là chú bác cũng thấy rồi đó, cái chiếc xe cẩu đang cẩu lên, nhưng mà cũng không là không nhanh được nha, chậm rãi để có thể là cẩu được chiếc xe lên phía trên dễ dàng hơn. Tại vì ở của chú bác thấy ở phía chỗ cái phần xe nó bị ấy rồi, đứt cái cọng dây hay gì cô chú bác ơi, đứt một cọng dây hay gì nha. Cái bánh xe sau nè là nó bị rớt xuống rồi kìa cô chú bác. Quá chèn rồi kìa. Ôi. Rớt thòng không? Thì sáng hôm nay là cũng nhằm ngày 22 tháng 11 2024, mình cập nhật cái tình hình ở khu vực Thừa Thiên Huế. Này là cầu treo nha. Xe đang từ từ nói chung là được cẩu lên, được xe cẩu nha. Gia chạm nói chung là cây cối khá là nhiều nên cái việc cẩu cái chiếc xe lên cũng rất là khó. Rồi kìa. Ơi. Quá chèn của chú bác ơi. Cẩu cũng khó nha. Tại vì ở phía sau cái hùng xe là đã mắc rồi nghe cô chú bác, đã bị rớt ra khỏi cái chiếc xe nha, nên không có thấy nha. Rất là, nói chung là rất là khó để di chuyển lên, nhờ là cái phần hùng gác ở phía sau á, cái hùng không có nên cái việc mà cẩu chiếc xe lên cũng rất là, nó hơi nhẹ hơn cái phần nhẹ hơn nha. Nếu mà nghĩ là cái hùng phía sau á là cũng gần bằng cái chiếc xe của chú bác, cái chiếc xe 50 tấn nha, cái cẩu 50 tấn tấn cẩu cái chiếc xe lên nha. Xe này tầm khoảng vài tấn thôi chú bác.
Rồi, lên bơ thân cấp. Rồi, lên bơ thân cấp. Hái sợi xuống cả lên liền cái một sợi chiếu chứ nội. Rồi, lên là ngon lành. Khỏe. Thằng vẫn mắc lại cái đoàn nữa. Mình cũng kết thúc video tại đây nha. Thì cậu cái chiếc xe cũng đã được cẩu lên trên này, thì mình cũng cũng cập nhật cái tình hình cho chú bác xem. Hẹn của chú bác trong những clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.